400.000 liều vaccine COVID-19 của Nhật Bản tài trợ đã về đến thành phố Hồ Chí Minh. Lô vaccine COVID-19 này khoảng 400.000 liều với tổng trọng lượng là hơn 930 kg, được bảo quản trong 5 thùng đặc chủng, vận chuyển từ Nhật Bản trên chuyến bay của hãng Old Nippon Airways và nhận tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Dự kiến 600.000 liều vaccine còn lại trong tổng số 1 triệu liều vaccine của chính phủ Nhật Bản tài trợ sẽ về đến Tân Sơn Nhất vào ngày 8 tháng 7. Công ty Tân Sơn Nhất cho biết sẽ miễn phí dịch vụ và phí lưu kho đối với lô hàng này và lô hàng tiếp theo vào ngày 8 tháng 7. Trước đó, công ty Tân Sơn Nhất là đơn vị phục vụ lô vaccine đầu tiên về Việt Nam vào ngày 28 tháng 2, 2021 của hãng KE Hàn Quốc về thành phố Hồ Chí Minh. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao trước thông tin này? Đừng quên để lại comment với video này nhé!